Thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. OC chương 6 mở đầu bằng lời kêu gọi dân sự trở về với Đức Chúa Trời vì tin nơi lòng thương xót của Ngài. Vì Ngài đã xé chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành. Ngài đã đánh chúng ta, nhưng sẽ băng bó vết thương. Câu 1. Họ nhìn nhận nỗi đau khổ của mình là do sự sửa phạt của Đức Chúa Trời và bày tỏ lòng tin cậy nơi sự chữa lành và phục hồi của Ngài. Hình ảnh về sự hồi sinh được truyền tải mạnh mẽ thông qua phép ẩn dụ về cơn mưa xuân sắp đến và mặt trời ló dạng buổi bình minh, tượng trưng cho sự đổi mới và hy vọng. Tuy nhiên, trong các câu 4 đến câu 6, Đức Chúa Trời đặt câu hỏi về sự chân thành ăn năn của họ. Tình yêu của họ được mô tả là thoáng qua như sương mai và mây buổi sáng, cho thấy họ thiếu cam kết chân thật và lâu dài với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mong muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu. Câu 6. Chúa mong đợi hành động chân thành bên trong, chứ không phải tuân giữ nghi lễ bên ngoài. Câu 7 đến câu 11 mô tả sự bất bình của Đức Chúa Trời với Israel và Juda. Họ đã vi phạm giao ước và vi phạm luật pháp. Các thành phố của họ đầy rẫy sự lừa dối và cướp bóc. Chính các thầy tế lễ cũng tham gia vào tội ác thật khủng khiếp. Bất chấp lời hứa về một vụ mùa bội thu dành cho họ, câu 11, hành động của họ đã dẫn đến sự phán xét. Lời kêu gọi trở về với Đức Chúa Trời của dân chúng ban đầu dường như là một phản ứng tích cực đối với kỷ luật của Chúa. Dân sự thừa nhận những vết thương của mình và tin vào ân sủng phục hồi của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa chỉ ra tình yêu của họ chỉ thoáng qua và hời hợt. Đức Chúa Trời không quan tâm đến sự ăn năn tạm thời hay bề ngoài, mà quan tâm đến sự biến đổi sâu xa bên trong và lâu dài trong lòng. Việc nhấn mạnh vào lòng thương xót chứ không phải của tế lễ là một lời chỉ trích mạnh mẽ đối với tôn giáo đầy nghi lễ mà không có tình yêu đích thực và hiểu biết về Chúa. Trọng tâm của niềm tin không chỉ đơn thuần là tuân thủ các nghi lễ, mà là mối quan hệ biến đổi với Chúa, ảnh hưởng đến hành vi và lối sống đạo đức. Lời buộc tội về sự bất trung của Israel và Juda là một lời nhắc nhở nghiêm túc về sự dễ dãi mà con người mắc phải, vi phạm mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời, ngay cả sau khi thừa nhận rằng họ cần Ngài. Việc các thầy tế lễ dính líu vào những việc làm sai trái cho thấy mức độ thối nát sâu xa của quốc gia. Không một đối tượng nào trong xã hội tránh khỏi những tác động của việc quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Chúa vẫn có lời hứa về một mùa gặt cùng với sự phán xét sắp xảy ra. Mặc dù Chúa muốn ban phước và thịnh vượng cho dân Ngài, nhưng sự phản nghịch và bất trung liên tục của họ đòi hỏi kỷ luật thiêng liêng. Đời sống không vâng phục làm lu mờ các phước lành mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự. Câu hỏi suy ngẫm: bạn đang sống với niềm tin và tình yêu thật, hay chỉ là hành vi tôn giáo cùng hình thức bên ngoài? Tôi đang thực sự ăn năn đời sống mỗi ngày, hay đang che giấu những sai trật bên trong?
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài bởi lòng thương xót của Ngài, bởi Ngài là đấng yêu thương và kiên nhẫn với tội nhân. Xin Chúa cáo trách và thúc giục chính tấm lòng của con mỗi khi con sai phạm, để chính con ăn năn và quay trở về cùng với Ngài, bởi chính Ngài là đấng thành tín, luôn chờ đợi và sẵn sàng thứ tha cho chúng con. Con tạ ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.